Lịch sử được viết lên bởi những con người hành động. Một lịch sử phi thường là kết quả của những hành động phi thường. Để hiểu được cách Việt Nam chiến thắng được tham vọng bá quyền của cường quốc số 1 thế giới, bảo vệ độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Để hiểu hành trình đưa đất nước thoát khỏi thảm họa địa chính trị tồi tệ nhất thế kỷ 20, bước vào buổi bình minh của thời kỳ đổi mới, chúng ta không thể không hiểu về nhà lãnh đạo đặc biệt này. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là một tấm gương thấm nhuần về thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không ai có thể chiến thắng được thời gian, nhưng cũng chính thời gian sẽ đưa chúng ta đến những góc nhìn rõ ràng hơn, sáng rõ hơn về mỗi con người. 100 năm, một tầm nhìn, một trái tim, một khí phách, một di sản, một võ văn kiệt, sáu dân. Năm 1991, Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào Đại hội 7. Đại hội diễn ra trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến thảm họa địa chính trị nghiêm trọng nhất thế kỷ 20, sự sụp đổ của Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Những năm 90 đầy sóng gió trước tình hình hoàn toàn mới, xung quanh vấn đề làm thế nào vừa mở cửa, đổi mới, vừa giữ vai trò lãnh đạo của Đảng và đường lối cách mạng Việt Nam. Một thế hệ các nhà lãnh đạo mới của Đảng, nhà nước và chính phủ lần lượt do các ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt được ra mắt. Thực sự mà nói thì ba đồng chí chủ chốt lúc đó là anh Mười, anh Kiệt, anh Đức Anh là Liên Xô tan rã. Mà lúc đó khó khăn lắm, kể cả về tư tưởng và kể cả khó khăn cả về kinh tế. Tôi lúc ấy thì tôi là tư lệnh quân khu 3. Thì anh Đức Anh gọi tất cả các tư lệnh quân khu lên. Thì anh cũng nói câu này thì chắc là chỉ đạo của anh Mười với lại anh Kiệt thôi. Anh nói là các đồng chí hết sức theo dõi kỹ cái tình hình cái khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Có khả năng là Liên Xô sẽ mất. Mà khi Liên Xô mất ý, thì một cái cú sốc rất lớn cho cả cái phe xã hội chủ nghĩa. Với là cái bọn quân ngụy Sài Gòn ấy, có từ trung tá, thiếu tá, đại úy, thiếu úy, trung úy, nó đeo quân hàm Hà Nội, cầm cờ đi khắp Sài Gòn hô hào trước sau Đảng Cộng sản cũng sẽ đổ, sẽ gọi như kêu gọi vùng dậy. Nó Liên Xô tan rã thì cũng nhiều tâm tư, nhiều người cũng có tâm tư. Thế nhưng mà chính giữa an ninh quốc gia, giữa bên công an với bên quân đội vững vàng, đã vững vàng rồi thì không có ai dám làm gì nữa. Tuy nhiên, nắm giữ được sự kiểm soát của Đảng dưới an ninh quốc phòng là chưa đủ. Các vấn đề kinh tế xã hội vô cùng bức xúc cũng cần được ngay lập tức giải quyết, xoa dịu. Trên cương vị là người đứng mũi chịu sào của chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và sau đó là Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã phải đối mặt với những sức ép và đòi hỏi ghê gớm của thời cuộc. Có câu nói, mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm, nhưng họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt thế nào. Trong trí nhớ của người dân Việt Nam, thời gian ông Sáu Dân đảm nhiệm cương vị người đứng đầu cơ quan hành pháp rất rõ ràng. Đó là quãng thời gian gắn với nhiều công trình thế kỷ của đất nước. Và cũng chính ở những công trình ấy, như những bia đá khắc ghi rõ nét một phong cách, một khí phách Võ Văn Kiệt. Đường dây 500 kV Bắc Nam là một trong những công trình tiêu biểu như thế. Ý tưởng về đường dây được hình thành trong bối cảnh kinh tế xã hội phức tạp đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, khó khăn chồng chất. Ngành điện lực phát triển không cân đối do hậu quả của chiến tranh. Tại miền Nam,
thiếu điện trầm trọng gây tác động rất xấu tới tình hình sinh hoạt, phát triển kinh tế, hoạt động xã hội và cả an ninh trật tự. Tình hình của miền Trung còn thảm khốc hơn như kết luận của các chuyên gia quốc tế lúc đó. Công suất các nhà máy điện tại chỗ chỉ đáp ứng được không tới 41% nhu cầu sử dụng. Trong khi đó, tại miền Bắc, bên cạnh thủy điện Hòa Bình, hàng loạt các nhà máy nhiệt điện lần lượt được đưa vào vận hành, dẫn tới tình trạng thừa điện. Xây dựng một hệ thống điện lưới quốc gia thống nhất để điều phối năng lượng, tối ưu hóa nguồn điện quốc gia là một việc tưởng như đương nhiên phải làm. Tuy nhiên, khái niệm về đường dây 500 kV Bắc Nam khi vừa ra mắt đã gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Khi mà làm đường dây 500 kV, hồi đó thì tôi được biết rằng có nhiều quan điểm khác nhau. Có người thì ủng hộ và người không ủng hộ. Người ủng hộ kể cả nhà khoa học lớn, họ phân tích và cho rằng cái đó không hợp lý. Nhưng mà ngại ông thì cũng có một nhóm chuyên gia riêng của ông. Ông nghe và ông thấy hợp lý. Cái cuộc đấu tranh đó rất là gay gắt. Chưa làm gì cả, mới làm cái khảo sát về khả thi, tiền khả thi, rồi thì khảo sát kinh tế kỹ thuật thôi, thì đã bị cái phản ứng ấy. Tất nhiên là bên đảng cũng, bên Bộ Chính trị cũng có vài người không đồng tình. Về mặt kỹ thuật, đây là một công trình khó dưới góc độ truyền tải điện, vì khoảng cách quá lớn, rất gần với chiều dài được các chuyên gia gọi là 1/4 bước sóng, 1.500 km. Đây là một chiều dài về lý thuyết có thể gây ra rất nhiều khó khăn kỹ thuật trong thiết kế và vận hành đường dây. Về mặt xã hội, nhiều người băn khoăn về tính khả thi và hiệu quả kinh tế của công trình do vốn đầu tư rất lớn, vật tư thiết bị đa phần nhập từ nước ngoài. Mức độ an toàn của công trình từ góc độ xã hội có thể gây lo lắng vì nhiều vùng tình hình an ninh phức tạp, có nơi đường dây đi qua gần với biên giới các nước láng giềng. Vụ sóng dân ấy hỏi Vũ Hải lúc bây giờ là Bộ trưởng Bộ Năng lượng một câu, tức là vậy thì có nước nào làm được không, trên thế giới này có nước nào làm được không, thì Vũ Hải nói rằng Úc làm được, Úc họ làm cái đường dây 500 kV. Thế cô Duyên bảo tại sao Úc làm được thì chúng ta không làm được, hỏi kinh nghiệm của họ và chúng ta phải sáng tạo để chúng ta có thể có một đường dây 500 kV. Cái đường dây này nó không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà nó còn có ý nghĩa chính trị xã hội rất là sâu sắc. Nó thể hiện cái Bắc Nam là một nước, là liền một dải, là rất thống nhất không chỉ về lãnh thổ, thống nhất về truyền tải điện, thống nhất về nhiều cái nội dung khác. Thì đấy cũng là một cái tầm nhìn rất là lớn. Không những mạnh dạn tổ chức để tìm ra phương pháp khắc phục hàng loạt khó khăn, Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn tiên phong đề ra mục tiêu rút ngắn thời gian thi công dự án mà theo nhiều người cho là không tưởng. Cái thu hồi vốn vì thời gian là tiền. Thế bây giờ tôi mới bàn với anh em đó, nếu 4 năm thì các anh tổ chức thi công thế nào? Thì anh em họ dự kiến là 4 năm thì làm cái kiểu cuốn chiếu, tức là bắt đầu từ Hòa Bình, cứ lần vào đến Phú Long. Tôi mới nói là thì bớt 1 năm, còn 3 năm thì anh thi công thế nào? Mấy đồng chí họ cũng hơi lúng túng. Thế tôi nói, nếu mà anh nói bắt đầu cuốn chiếu từ Hòa Bình thì tại sao anh không giáp đồng thời Phú Lâm, nó cũng cuốn chiếu để giáp hai đầu lại. Thế tôi nói bớt 1 năm nữa thì anh thi công thế nào? Bớt 5 nữa, còn 2 năm. Tôi nói bây giờ tới lúc này đó là tôi có thể quyết được đối với cả 2 năm thôi. Là đồng loạt chứ không phải cuốn chiếu hai đầu, chia khúc ra, tức là mỗi một đơn vị là mấy trăm cây số. Cho nên cái phương pháp quan trọng lắm. Thế đó tôi mới liên hệ là cái người ta nói chủ trương cách mạng nó chủ trương đúng, nhưng mà phương pháp sai là làm thất bại. Thế thì có ý kiến phê phán anh Sáu Dân là những vấn đề lớn như đường dây 500 mà không chịu đưa ra Trung ương, không chịu báo cáo với Trung ương. Tôi thấy anh Sáng Dân rất là bình thản. Anh mới nói, anh nói về cái chuyện về tầm quan trọng những cái mâu thuẫn hiện nay của nền kinh tế của đất nước,
rồi cái tầm quan trọng cái việc mà cái đường dây này thế nào rồi vân vân. Sau đó anh kết luận thế này, chúng tôi triển khai cái dự án về đường dây 500 Bắc Nam này nữa, thì tôi đã báo cáo kỹ với anh Đỗ Mười. Thế còn có đưa ra Trung ương hay không ấy, thì anh Mười sẽ quyết định, chứ không phải tôi. Chấm hết. Và đấy là cái khôn khéo, đấy là nghệ thuật, đấy là một cái gì đó từng trải. Cho nên bây giờ tôi muốn nói cái đó là để khóa sổ, là không có bàn cãi gì nữa cả. Không có nói làm không làm nữa. Chỉ có thể là làm sao thật nhanh và gấp rút đưa cái đường điện vào, làm sao nhanh nhất nếu được 2 năm. Ông ấy nói là không bàn nữa, có nghĩa rằng là khi mà ông đã có đủ căn cứ rồi, quyết định rồi thì bắt đầu làm. Và ngay trong khi mà Quốc hội đang họp ở Hà Nội này thì ông lên Hòa Bình phải công luôn. Người đứng đầu hay là tập thể đứng đầu phải dám để cho người ta nói. Từ sự phê duyệt và chủ trương của Bộ Chính trị và phê duyệt báo cáo khả thi của Thủ tướng đầu năm 1992, đến tháng 5 năm 1994, bắt đầu đóng điện đầu tiên lên đường dây là hơn 700 ngày không ngừng nghỉ chạy đua với thời gian, sáng tạo, khẩn trương đầy gian khổ với tinh thần trách nhiệm cao của hàng chục vạn con người trên hàng chục công trường trải dài trên toàn quốc. Mỗi lần Thủ tướng đi thăm công trình ở giữa rừng núi, nhưng mà cũng vào đến tận móng và cũng thăm hỏi công nhân và trò chuyện rất thân mật. Bây giờ anh em chúng tôi thì vẫn gọi là anh Sáu, chú Sáu, để cho thêm phần thân mật và gần gũi hơn. Cho nên tác phong của Thủ tướng lúc bây giờ làm cho chúng tôi rất phấn khởi, và anh em công nhân đồng thanh là lại hứa với Thủ tướng là sẽ thi công hết mình và làm đúng chất lượng, an toàn, tiết kiệm và đúng tiến độ. Ngày 27 tháng 5 năm 1994, hai đầu của đường dây 500 kV đã được kết nối thành công. Sau đại thắng 30 tháng 4 năm 1975, đó lại là một ngày mừng rơi nước mắt trong ký ức của ông Sáu Dân và những người đồng chí. Ở trung tâm điều độ của Điện lưới Quốc gia Tướng Thanh Xuân, lúc khoảng 6 rưỡi, thì khi mà đóng được dòng điện thông suốt cả nước rồi, mọi người nâng cốc chúc mừng thành công. Thì ông có nói một câu: hôm nay chúng ta chúc mừng thành tích ở đây rất là quan trọng, rất vui rồi, chúng ta còn thiếu một người. Tất cả mọi người đều hiểu rằng đó là Vũ Ngọc Hải. Vũ cầm một trái sâm banh và gặp anh Vũ Ngọc Hải lúc mình đang trong tù, thì vì một chuyện không đâu vào đâu cả, cảm ơn, hỏi thăm anh Vũ Ngọc Hải đang ở trong tù, rồi chúc mừng cái thành công của cái đường dây 500V và rót sâm banh mời anh Vũ Ngọc Hải uống. Thì đấy thể hiện một cái tính nhân văn rất cao cả, một cái nhân văn của Cộng sản. Sau 20 năm thống nhất đất nước, Việt Nam đã có hệ thống tải điện Bắc Nam. Đây là công trình trọng điểm quốc gia đầu tiên hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và không bị đổi vốn, thậm chí không sử dụng hết số vốn 5.700 tỷ đồng được phê duyệt. Đặc biệt, đúng như trăn trở của ông Sáu Dân trước đó, miền Nam thiếu điện 1 giờ thì đất nước mất đi hàng trăm tỷ, thiếu điện 1 ngày mất hàng nghìn tỷ. Đường dây 500 kV sau 3 năm vận hành đã hoàn lại được số vốn đầu tư. Đó là kỳ tích mà cho đến nay chưa có công trình nào của ngành điện vượt qua được, và đặt ra mẫu mực cho một công trình trọng điểm cấp quốc gia. Công trình cũng là tiền đề quan trọng để cuối năm 1994, Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký quyết định thành lập Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Những người cộng sản không bao giờ quên công thức bất hủ của Vladimir Ilyich Lenin. Chủ nghĩa cộng sản là chính quyền Xô Viết cộng với điện khí hóa toàn quốc. Ngày nay, sau gần 30 năm ra đời, từ mạch 1 ban đầu, đường dây 500 kV đã phát triển tới mạch thứ 3 với thêm hàng ngàn km truyền tải. Vai trò quan trọng của hệ thống đường dây 500 kV với sự phát triển của đất nước ngày càng được khẳng định. Năm 1471, vua Lê Thánh Tông thống lĩnh hàng vạn quân đổ bộ lên bờ biển Vịnh Việt Thanh, nay thuộc huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Sự kiện này mở ra một hành trình mang gươm đi mở cõi, xác lập một vùng cương vực mới rộng lớn ở phía Nam cho Đại Việt.
hơn 500 năm sau, nước Việt lại có một nhà lãnh đạo mở ra một thời kỳ mới cho vùng đất này, để làm cho người chết mãn nguyện, người sống vui lòng. Khi mà chúng ta làm nhà lọc dầu thì rất nhiều ý kiến đang muốn làm ở vùng Bà Rịa Vũng Tàu, từ mỏ dầu về Bà Rịa Tàu nó gần hơn. Và thứ hai, tức là phía miền Nam là cái nơi mà tiêu thụ nhiều hơn năng lượng dầu, xăng dầu của đất nước, là cái vùng tập trung cái nhu cầu lớn của đất nước, cho nên làm đấy thì hiệu quả hơn. Nhưng cụ Sáu Dân ấy, tức là gì? Là cụ quyết định, tức là làm ở Quảng Ngãi. Vì sao cụ quyết định làm Quảng Ngãi? Vì Quảng Ngãi là một cái vùng đất cách mạng, và những vùng đất rất nghèo, nhân dân đã hy sinh rất là anh dũng trong cuộc đấu tranh chống Mỹ xâm lược để giải phóng đất nước, và cụ muốn quyết cái Quảng Ngãi lên. Cho nên là cụ quyết định, tức là lựa chọn Dũng Quất để làm nhà lọc dầu. Sau này thì Quốc hội cũng chất vấn, cô bảo cái quyết định mà lựa chọn rất là quyết định của tôi, và tôi tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nên con người rất dám chịu trách nhiệm. Thực tế đã chứng minh cho giá trị mà quyết định của Đảng, Chính phủ và trực tiếp là cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mang lại. Sự xuất hiện của nhà máy lọc dầu Dung Quất đã đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu của Quảng Ngãi và khu vực. Khu kinh tế Dung Quất được đánh giá là một trong những khu kinh tế tiên phong và thành công trong cả nước. Đặc biệt, trong cuộc khủng hoảng toàn cầu gần đây do đại dịch Covid-19 và các biến động địa chính trị phức tạp, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã góp phần to lớn đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và cung cấp nhiên liệu cho quốc phòng. Trước những kết quả đó, tháng 9 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao cho các cơ quan thẩm định về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Cũng trong năm 2022, trùng với 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một công trình tầm cỡ khác mà ông từng tham gia chỉ đạo tổ chức cũng đã được phát triển lên một giai đoạn mới. Đó chính là Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về bước phát triển mới cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khi nhắc đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, thường gắn với những cụm từ trù phú, lợi thế tài nguyên thiên nhiên ưu đãi, nguồn lao động dồi dào, nhưng thực tế thì lại khác. Mặc dù nắm giữ nhiều lợi thế để bứt phá phát triển, nhưng vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển phân tán, quy mô nhỏ lẻ, giá trị thấp, chủ yếu phụ thuộc vào khai thác tài nguyên thiên nhiên. Chính vì vậy, ngay sau ngày giải phóng và thống nhất đất nước, Việt Nam đã đề ra chương trình lớn đầu tiên liên quan đến địa phương này mang tên Điều tra cơ bản tổng hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xuyên suốt thời gian là Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thủ tướng sau này, Võ Văn Kiệt là người phụ trách và chỉ đạo sát sao với chương trình. Đồng chí Võ Văn Kiệt theo dõi chương trình rất tốt, rất sát. Và năm 1988 thì đồng chí thành lập cái chương trình khai thác trọng tâm 10. Để mà tận dụng kết quả của chương trình 60B. Rồi năm 1989, đồng chí về Long Xuyên, về An Giang, ở tại huyện Tri Tôn, đồng chí quyết định thành lập cái chương trình khai thác tứ giác Long Xuyên. Rồi sau đó là Tây Nam sông Hậu. Rồi năm 99, tháng 5 đó, thì đồng chí quyết định thành lập cái ban chỉ đạo nghiên cứu khai thác bán đảo Cà Mau. Thì đây là những cái kết quả mà nó thể hiện sự gắn chặt giữa nghiên cứu khoa học và cái ứng dụng vào để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các nghiên cứu giải pháp cải tạo đất Chua Phèn để khai thác có hiệu quả đất Chua Phèn, mà trọng điểm là ở Đồng Tháp 10, tứ giác Long Xuyên, để khai phá các vùng đất phèn lưu cửu gần 1,9 triệu hecta của đồng bằng sông Cửu Long. Đây là điều trong hàng trăm năm kể từ thời các chúa Nguyễn khai phá vùng đất này đến người Pháp, người Mỹ xâm chiếm đều chưa từng nghĩ tới. Năm 1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt quyết định khởi công xẻ tuyến kênh Tây Nam và cả hệ thống thủy lợi thoát lũ ra biển Tây. Công trình khổng lồ này đã thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng của diện tích canh tác và năng suất canh tác tại tứ giác Long Xuyên. Khi con kênh này hoàn thành, ở trên bờ thì còn ngổn ngang đất rất là ướt át. Lại trúng vào lúc một cơn bão đang hoành hành,
Cố thủ tướng đã ghé đây với đoàn quan sát trên chiếc phao bo và ở trên bờ ông đã săn ống quần đi dài trên bờ. Cái hình ảnh đó lưu mãi trong tôi, nghĩ gì một người lãnh đạo đất nước mà sống một cách bình dị và gần gũi với dân như vậy. Trước đây là toàn bộ khu vực này là đồng quang, cánh đồng không sản xuất được. Thì sau khi con kinh này nó hoàn thành thì nó làm chuyển hóa nguyên cái cánh đồng lúa ở khu vực này. Bây giờ hiện giờ là từ cái cánh đồng quang hóa mà trở thành là thu hoạch là khoảng 7 đến 8 tấn trên 1 hecta. Cái thứ hai, cái giao thông đường thủy nối liền từ cái Châu Đốc về cái Kiên Giang và đi nhiều nơi khác. Cái hiệu quả thứ ba là góp phần là cái cho nhân dân sống cùng với lũ, rồi bố trí tuyến dân cư từ đây mà dài cho tốt thúc dưới Kiên Giang. Di sản của ông Sáu để lại thì nhiều vô kể, nhiều lắm. Nếu nhìn bằng mắt thường đó, thì chúng ta thấy những cái công trình lớn có, nhỏ có, sừng sững trước mắt mọi người, ai cũng thấy. Và không chỉ ý tưởng không đâu, anh Sáu còn chỉ đạo tổ chức thực hiện, mà chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách quyết liệt nhất, trong điều kiện hết sức khó khăn và mang đến cái thành công. Có những thành công ngoài cái mong đợi nữa, những thành công vượt thời gian nữa. Nhưng mà như thế chưa đủ đâu, có những cái sâu sắc hơn, quý giá hơn nhiều những công trình đó. Đó là gì? Đó là tấm gương của anh Sáu, đó là những bài học anh Sáu để lại, những bài học mà chúng tôi học mãi chưa thuộc, mà bài học về tầm nhìn, về nhân cách lớn, về nghĩa khí. Nghĩa khí, cái nghĩa khí này đó là không có gì ngăn cản được trước những cái khát vọng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Cái thế đứng Việt Nam đều có dấu ấn của anh. Chúng ta thấy là ông có một cái tầm nhìn xa trong cái quá trình điều hành, thực thi cái trọng trách của mình. Và ông không bị tác động bởi cái nhiệm kỳ nào cả. Nó có những cái tác động tích cực là dài đến nhiều thập kỷ sau. Nhiều cái quyết định của ông là ông cũng không được hưởng cái thành quả của nó. Đến khi ông mất rồi, đất nước được hưởng, nhân dân được hưởng. Cái tầm nhìn vì dân vì nước, không có kể là cái nhiệm kỳ tới mình sẽ được cái gì. Đó là một cái đặc trưng, một cái đặc điểm rất lớn của ông Phạm Văn Kiều. Tôi nói đây là vấn đề khó khăn. Chú nói đừng bao giờ né tránh đấu tranh vì chiếc ghế của mình. Tức là không được suy giảm trước những sai trái để bảo vệ cái ghế mình. Tôi nghĩ đây là vấn đề không đơn giản, phức tạp, tế nhị và không hiểu nó ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp của mình. Chuyện này có lẽ bản thân tôi hiểu. Đại hội 6 năm 1986 của Đảng Cộng sản Việt Nam thường được gọi là Đại hội của đổi mới. Nhưng phải tới Đại hội 7 năm 1991 mới chứng kiến quá trình đổi mới diễn ra thực sự mạnh mẽ. Trên phương diện đối ngoại, Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra chủ trương Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Ở thời điểm đó, với uy tín và vị thế của đất nước, có thể hiểu Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước là chủ động thúc đẩy quan hệ và mong muốn trở thành đối tác của các nước. Tuy nhiên, chuyển đổi chiến lược này không thể có tác dụng nếu tiến hành theo kiểu dàn hàng ngang, không có trọng điểm, trọng tâm. Indochina Chronology là một ấn phẩm có uy tín của Đại học Công nghệ Texas, chuyên phân tích các vấn đề lịch sử và đương đại tại Việt Nam. Trong ấn phẩm năm 1997, Indochina Chronology khi đề cập đến hệ thống các nhà lãnh đạo tại Hà Nội, các tác giả sử dụng khái niệm Troika hay cỗ xe tam mã để nói về mô hình chia sẻ quyền lực giữa ba nhân vật hàng đầu trong hệ thống là Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Theo những nhà nghiên cứu, mô hình này được xác lập bởi ba nhân vật: Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt kể từ Đại hội 7 năm 1991 của Đảng. Tôi có điều kiện gần gũi gặp ba ông thì thực ra phải nói là sau cái lớp lãnh đạo như là từ ông Hồ Chí Minh, ông Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng thì đến một cái lớp lãnh đạo mà rất thân thiết mà cũng rất tiêu biểu cho ba miền của đất nước, đó là Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt. Họ không phải cái gì cũng đồng nhất với nhau về ý kiến, nhưng họ rất đồng nhất với nhau về cái tình yêu đất nước này, về cái lý tưởng của họ. Không ai có quyền nghi ngờ cái lý tưởng của ba người này, và họ đoàn kết với nhau ở trên cái đó. Nỗ lực phá bỏ thế bị bao vây cô lập với đất nước đã chứng kiến sự phối hợp của bộ ba lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ có những trọng điểm ưu tiên là bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ và gia nhập ASEAN. Quá trình đó được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và sau đó là Thủ tướng Võ Văn Kiệt mô tả như sự bung nở từ từ có một bông hoa sen. Ông có tầm nhìn xa trông rộng rất là đặc biệt. Sau khi mà đã có quyết định rằng chúng ta phải mở cái quan hệ quốc tế ra bên ngoài và trước hết là các nước láng giềng, thế thì ông bảo thế này: chúng ta phải tiến hành 3 vòng. Cái vòng thứ nhất là cải thiện quan hệ với các nước khu vực Đông Nam Á. Cái vòng thứ hai là cái vòng châu Á-Thái Bình Dương. Thì Trung Quốc thì vừa là láng giềng nhưng đồng thời là nước lớn ở châu Á-Thái Bình Dương. Cái vòng thứ ba ra toàn cầu, tức là sang châu Âu. Đấy, từ cái châu Âu đó thì chúng ta có tạo được một cái thế để mà mở thiện quan hệ với Mỹ. Tôi cũng rất ngạc nhiên. Bảo ông này, ông ấy toàn chuyên môn chiến đấu du kích thôi. Thế mà sao ông ấy tầm nhìn quốc tế lại ghê gớm như thế? Bằng những nỗ lực của hệ thống chính trị của cả hai bên, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đã nhanh chóng được hòa dịu và chính thức bình thường hóa sau chuyến thăm Bắc Kinh tháng 11 năm 1991 do Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt dẫn đầu. Với chuyến đi này, hai nước xác lập cơ sở 5 nguyên tắc chung sống hòa bình. Với vấn đề gia nhập ASEAN, vốn đã được bàn tính từ thời gian đầu của nhiệm kỳ Đại hội 6, nhưng còn nhiều khúc mắc. Việc vào ASEAN thì nói chung là lãnh đạo cũng nhất trí thôi. Nhưng mà cái mức độ ra sao, hình thức thế nào thì cũng phải bàn đi tính lại. Cái đó cũng dễ hiểu thôi, vì các nước ASEAN đã từng tham gia cái SEATO, một số nước đã tham gia chiến tranh chống Việt Nam. Trong bối cảnh ấy, bám sát đường lối ngoại giao đa dạng hóa của Đảng, ông Sáu Dân đã tạo ra đột phá, vượt qua những tư duy cũ, khuôn mẫu cũ. Ông xác định rằng, trong thế giới ngày nay, không phải mâu thuẫn đối kháng giữa xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa đế quốc, mà trước hết tính đa dạng, đa cực thành nhân tố nổi trội nhất chi phối sự vận động của các mối quan hệ giữa mọi quốc gia. Ngày nay lợi ích quốc gia, lợi ích khu vực và những lợi ích toàn cầu khác đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong việc xử lý các mâu thuẫn cũng như trong việc tạo ra những tập hợp lực lượng mới trên thế giới. Từ quan điểm đó, ông cho rằng chính ASEAN cũng có nhu cầu tách ra khỏi phe phái để xây dựng một khối khu vực hòa bình ổn định tự chủ. Bằng hàng loạt các chuyến thăm mở đường tới các nước trong khu vực trong một thời gian ngắn, chính phủ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã xây dựng được các mối quan hệ kinh tế thương mại khoa học kỹ thuật với từng quốc gia trong khối, đồng thời không ngừng vận động cho việc Việt Nam gia nhập ASEAN từ tháng 7 năm 1995. Lúc bây giờ là các ngoại trưởng ASEAN họp ở Bangkok và có báo trước là sẽ bàn cái vấn đề kết nạp Việt Nam. Lúc bây giờ ông Đỗ Mười là Tổng Bí thư giao tôi nhiệm vụ là vào thành phố Hồ Chí Minh để xin ý kiến Sáu Dân. Trông thấy tôi bảo lại cái chuyện gì đấy? Có phải vào một chuyện vào ASEAN không? Ông mới quát, ông trừng quát, ông quát. Tôi đã bảo mãi rồi, vào đi chứ còn gì nữa. Mà còn cứ bàn đi bàn lại. Vì cái này là có rất có lợi cho ta ở khu vực.
thì mình cũng bị ông mắng, nhưng mà cũng thấy cái mở tấm lòng nào thôi, như thế là cũng yên tâm rồi. Trong công tác ngoại giao có nhiều những cái quyết định rất quan trọng, nó thay đổi hẳn cái vị trí của Việt Nam. Cương quyết ông bảo vệ và cái sự cương quyết của ông nó thành sự thật. Chúng ta thấy rằng đó là một quyết định hôi cùng đứng đắn. Chúng ta tham gia ASEAN mang lại cho đất nước ta nhiều lợi ích, không những về vấn đề an ninh mà là vấn đề kinh tế, vấn đề văn hóa, nó tạo thành một khối góp phần giữ vững hòa bình ổn định của đất nước chúng ta. Đấy là một quyết định rất lớn. Anh Sáu có một cái điểm rất hay là quan hệ với những nhà lãnh đạo nước ngoài đó, bằng những cái việc làm, bằng những cái lời nói cử chỉ rất là thân thiện, rất là chân thật, cho nên có sức hút người ta. Tôi cũng học anh ở cái điểm này, câu nói không có cầu kỳ, không có khách sáo mà nó hiệu quả. Chẳng những Thủ tướng Lý Quang Diệu đâu, mà Thủ tướng Malaysia lúc đó ông Mahathir Mohamad cũng như là những người bạn của anh. Nói về quan hệ cá nhân, thật hiếm có một Thủ tướng nào tới cả khi đã mãn nhiệm vẫn được nhiều bạn bè quốc tế, vốn là các chính khách lớn từ Á sang Âu, nhớ tới như ông. Trong hồi ký Lý Quang Diệu, người cha lập quốc của Singapore ghi nhận những kỷ niệm không nhiều nhưng rất sâu sắc với vị Thủ tướng Việt Nam. Mặc dù khi đó tôi không còn là Thủ tướng, nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau trong buổi quốc tiệc do người kế nhiệm tôi là Goh Chok Tong chủ trì. Bữa tiệc vừa bắt đầu, ông Kiệt đứng lên và đi lại chỗ tôi, ôm quàng lên hai khuỷu tay tôi và hỏi liệu có thể giúp Việt Nam không. Tôi hỏi bằng cách nào? Bằng cách trở thành cố vấn kinh tế của họ. Tôi lặng người đi. Ông Lý Quang Diệu khiêm tốn cho rằng mình có kinh nghiệm quản lý một quốc đảo đô thị chưa bằng Thành phố Hồ Chí Minh cả về dân số lẫn diện tích, chứ không phải một đất nước rộng lớn ngổn ngang vấn đề nan giải thời hậu chiến. Tuy nhiên, Thủ tướng Võ Văn Kiệt vẫn tiếp tục gửi lời mời trọng thị, và Lý Quang Diệu đã đáp lễ, chính thức sang thăm Việt Nam lần đầu tiên vào cuối xuân tháng 4 năm 1992. Ông ấy đã giới thiệu về kinh nghiệm của Singapore, từng bước nào Việt Nam, rồi các người tham dự thì Thủ tướng cũng như hỏi một số câu hỏi. Là thế thôi, nó giống như một cái buổi trao đổi ý kiến và diễn ra trong một ngày. Thế đến sáng hôm sau, thế trước khi đi làm, Thủ tướng qua phòng tôi, đưa cho tôi một cái tờ giấy mà lấy từ vở học sinh ra viết bằng bút bi. Thế ông cụ gấp 4 này, ông cụ bảo là cậu đọc cái này đi xong là cuối giờ trả tôi. Thế là cụ đi rồi, thế tôi mở ra xem thì đấy là một cái thư của một ông ủy viên Bộ Chính trị. Ông ấy viết đại ý như này, ông bảo hắn là một tên chống cộng khét tiếng, là một tay tư bản lọc lõi. Hôm nay tôi nhìn thấy hắn ngồi giảng giải cho anh, tôi cũng không thể chịu được. Ông viết như thế, tức là nó tế nhị tới cái mức như thế. Cũng nhờ những cái mối quan hệ này mà chúng ta tiến lên, cho nên cái mối quan hệ này đó chẳng những ý nghĩa thông thường mà nó còn ý nghĩa chính trị sâu sắc lắm. Nó đưa đất nước chúng ta đó vượt qua những cái giai đoạn khó khăn tưởng chừng như không qua được. Thành công bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và gia nhập ASEAN không làm các nhà lãnh đạo Việt Nam ngơi nghỉ tư duy mới về vươn ra thế giới để tồn tại và phát triển cân bằng, lành mạnh, cần được phát huy đến tận cùng. Như ông Võ Văn Kiệt lý giải, Việt Nam cũng như hầu hết các nước khác khó có thể tìm được một chỗ dựa cụ thể ở một nước nào, một phe nào, mà phải cài đặt những lực lượng khác nhau vào một thế thuận lợi cho Việt Nam. Đây chính là khởi đầu của chiến lược cân bằng nước lớn mà ngày nay Việt Nam vẫn đang và sẽ theo đuổi. Tôi nhớ nhất là chuyến đi năm 93 của ông Võ Văn Kiệt. Ngày đi là ngày 23 tháng 6 năm 1993. Thì đầu tiên sang Pháp, sau đó sang Đức, xong sang Bruxelles làm việc với Liên minh châu Âu. Thủ tướng đã khai thông hoàn toàn quan hệ với hai nước mà thuộc về Liên minh châu Âu. Khi mà làm việc ấy, thì họ nêu ra vấn đề là giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu cần có một hiệp định khung. Thì Thủ tướng Võ Văn Kiệt giao ngay chỉ luôn tôi. Và ngay sau đó năm 95, tôi nhớ năm 95 cái hiệp định khung. Và hồi đấy tôi nhớ cái hiệp định khung ấy, thì có một vấn đề rất là tế nhị. Là vấn đề cái điều khoản nhân quyền, hình như điều 4 thì phải. Yêu cầu mình phải cam kết về nhân quyền.
thì khi vấn nhân quyền đối với Việt Nam lúc ấy vấn đề tế nhị, vấn đề rất nhạy cảm, vô cùng nhạy cảm. Thì ông Kiệt bảo Phúc Quốc cứ đàm phán và chấp nhận. Mình chẳng nhẽ mình không có nhân quyền à? Mình phải luôn luôn nhận mình là nước có nhân quyền. Còn cái việc đề phòng họ là việc khác. Đề họ họ chống phá là việc khác. Theo báo cáo cụ 10 và báo cáo cụ Kiệt chấp nhận tất cả phương án rồi. Thì khi mà đến Busan có một đoạn thay đổi. Thêm câu là gì? Việt Nam tuyên bố cam kết tôn trọng dân chủ và nhân quyền trên cơ sở hiến chương Liên Hợp Quốc, để gài cái chỗ mà không can thiệp mà, để mà không can thiệp lẫn nhau vào đấy. Cho nên là phải nói rằng là giữa chính phủ và đảng, lúc đấy với cương vị Tổng Bí thư Đỗ Mười và bên này là Thủ tướng Võ Văn Kiệt, có một sự phối hợp rất nhẹ nhàng với nhau để mà thúc đẩy cái quá trình đổi mới Việt Nam. Với cựu thù Hoa Kỳ, bên cạnh sự chuyển đổi chung của môi trường thế giới, nước Mỹ không thể vương mãi ngọn cờ chống cộng mà sẽ phải chuyển sang những ngọn cờ khác. Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn cho rằng bản thân trong nội bộ chính quyền Mỹ cũng có nhiều nhóm lợi ích khác nhau, ta cần biết cách phân hóa tranh thủ. Trên tinh thần đó, suốt nửa đầu thập niên 90, các cuộc tiếp xúc song phương không chính thức đã xuất hiện. Quan hệ Việt-Mỹ đạt được những bước tiến lớn sau khi cuộc xung đột Campuchia đạt tới giải pháp chính trị. Ngày 11 tháng 7 năm 1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Today I am announcing the normalization of diplomatic relationships with Vietnam. Sự kiện này đã đánh dấu cột mốc lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có quan hệ với tất cả các nước lớn trên thế giới. Khi lần đầu tiên mà chuẩn bị bình thường hóa quan hệ với Mỹ và cái chuyến mà Ngoại trưởng Christopher của Mỹ sang thăm Việt Nam. Thì trước cái cuộc thăm ấy, cái dịp ấy có một cái đoàn phỏng vấn rất là lớn, báo chí đến phỏng vấn. Thì đương nhiên là khi nội dung phỏng vấn là mọi người lúc ấy là tâm điểm nhất là bao bia. Và phía Mỹ cũng đưa ra rất nhiều yêu cầu ở Việt Nam. Rất đông báo chí và đúng là câu đầu tiên và căng nhất là nói về bao bia. Thì ông Sáu Dân cũng đang cười rất là đẹp, rất xã giao, ông cũng trầm hẳn xuống. Và ông nói là tôi là thủ tướng của Việt Nam. Nhưng mỗi khi ai hỏi đến vấn đề này thì tôi vẫn đều thấy mình như là có lỗi. Và mọi người xung quanh thì rất là ngạc nhiên tại sao ông nói vậy. Ông nói bởi vì vợ tôi và hai con tôi lên đường đi thăm tôi thì bị trúng pháo của Mỹ, chết trên sông Sài Gòn và đến giờ phút này vẫn không tìm được xác. Cho nên là hơn ai hết tôi rất thông cảm và chia sẻ nỗi đau với tất cả những bà mẹ, những ông bố, những người vợ của những người lính nước ngoài đến Việt Nam mà chết hoặc mất tích ở Việt Nam. Và sau đó thì tất cả các câu hỏi tiếp theo mà mọi người dự kiến gửi trước chuẩn bị về bao bia không ai hỏi câu gì nữa. Ông Sáu Dân nhưng mà mọi người nói là một con người rất là hồn nhiên, tức là đấy chỉ là một phần con người. Trên hết ông vẫn là một người, con người đã trải qua cái sống và cái chết rất là nhiều lần. Với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai và thái độ đối thoại chân thành, thẳng thắn, xây dựng. Đây chính là điều đã làm nên tính chất khác biệt và đặc biệt của quan hệ hai nước chúng ta so với nhiều mối quan hệ song phương khác. Và nhiều người đã bình luận quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam là một mẫu mực của cố gắng vượt lên quá khứ để nhìn về tương lai. Danh nhân Phan Bội Châu được hậu thế khắc ghi như là người Việt Nam đầu tiên nhìn ra biển. Chính hướng nhìn ấy là di sản quý giá nhất mà cụ Phan để lại cho lớp lớp người hậu thế.
với người hậu bối, nhà lãnh đạo Phan Văn Hòa, Võ Văn Kiệt cũng đã để lại một di sản đồ sộ với cái nhìn hướng ra biển trong thời đại của mình. Một bộ phận nền tảng cho Việt Nam vững bước trong thế kỷ 21. Biển trong điều kiện mới không còn đơn thuần là đại dương sóng nước nữa. Trong chiến lược lớn ưu tiên thường Nhật của Võ Văn Kiệt, chính sách đối nội luôn phải gắn chặt với đối ngoại như hai mặt của một chiến lược tổng thể, nhất quán. Bất kỳ một hoạt động ngoại giao nào cũng là một cuộc đấu tranh. Theo nghĩa rộng của nó, cái cuộc đấu giữa các trí tuệ và những lợi ích. Cái ông Sáu Dân qua những cuộc tiếp xúc ngoại giao mà tôi được chứng kiến, được tham dự đó, thì ông là luôn luôn là giữ quan tâm đến cái lợi ích lớn của dân tộc, làm sao là không bị bao vây cô lập mà lại có quan hệ hữu nghị rộng rãi, lại có điều kiện để mà phát triển kinh tế. Nhưng mà cái hình thức thể hiện làm sao tranh thủ người ta thấy mình là chân thành, đáng tin cậy và có lợi cho người ta, tạo dựng được cái mối quan hệ lợi ích song trùng. Thành nghĩa là đây là tôi lý giải nó ra thôi, chứ còn cái thể hiện của ông ấy là rất là tinh tế, chứ không phải nó thô thiển như tôi nói. Cũng là một cách thể hiện rất rõ cái phẩm chất đó của cái gọi là chúng tôi gọi là ngoại giao Hồ Chí Minh. Ông ấy là cái người mà một trong những người tôi nói là khiêm tốn, một trong người chủ chốt mà tiến hành cái chính sách ngoại giao rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, tạo một cái bước ngoặt trong cái sự quan hệ quốc tế của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta vẫn tận hưởng sau khi bị bao vây cô lập suốt những cái năm 70, 80. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng của đất nước cuối thập niên 80, đầu 90 của thế kỷ 20, có lúc lạm phát phi mã lên đến 774%. Không còn viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc chưa bình thường hóa, Mỹ còn bao vây cấm vận. Riêng chuyện xử lý lạm phát, IMF cho rằng Việt Nam phải có tới 3 tỷ đô la Mỹ mới có thể giải quyết được. Nhưng đó lại là con số mà ngân khố quốc gia của Việt Nam không thể có lúc bấy giờ. Từng là nhân tố nổi bật của sự nghiệp đổi mới tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Thủ tướng Võ Văn Kiệt phát huy tối đa những phẩm chất về điều hành kinh tế khi đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, sau đó là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông tổ chức lôi cuốn tập thể chính phủ và hệ thống chính quyền, tấn công vào các cơ chế thói quen quan liêu cũ, cắt giảm những bộ phận cồng kềnh kém hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong nhiệm kỳ 1991-1997 do ông làm thủ tướng, số bộ và các cơ quan ngang bộ trực thuộc chính phủ đã từ 36 rút xuống còn 27. Số phó thủ tướng từ 10 người đã rút xuống còn 3 người. Trong thời gian này, tổ chuyên gia tư vấn cải cách kinh tế và hành chính do Thủ tướng Võ Văn Kiệt lập ra đóng vai trò quan trọng trong tiến trình tối đa hóa các quan điểm đổi mới trong nghị quyết Đại hội 7 vào cuộc sống. Ban nghiên cứu thì là cứ làm việc thế thôi, là ban 4-0, không có chức vụ, không có lương lậu, không có hy vọng là đề bạt, không có hy vọng là mối quan hệ gì hết, tất cả rất là công khai minh bạch. Cái tư vấn quan trọng nhất tức là vẫn là thế này, tư vấn cho ai? Đây là câu hỏi phải trả lời cho nó rõ. Cái người ấy có lắng nghe những ý kiến khác không? Những ý kiến phản biện không? Với anh Sáu Dân thì phải nói là thậm chí anh ấy còn hoan nghênh người đằng khác nữa. Những cái khi bọn tôi có ý kiến khác mà các anh ấy cho là đúng. Anh Sáu Dân cũng nhấn mạnh thêm với tôi đó là muốn nghe và cần nghe, chứ không phải chỉ lắng nghe. Lắng nghe là khi nào người ta phát rồi mình lắng nghe. Còn đằng này đó, anh Sáu Dân muốn nghe và cần nghe. Nhưng mà nghe rồi đồng chí quyết. Nghe để mà quyết, chứ không nghe để mà rồi để cho nó kéo dài lễ thê. Rất cặn kẽ, rất thấu đáo. Và từ những cái kiến thức, từ những cái lời khuyên của họ, ông đã xử lý rất tốt nhiều vấn đề trong điều hành quản lý kinh tế của đất nước.
Võ Văn Kiệt làm rất bài bản. Nó hay ở cái chỗ là thoát ra, đục thủng cái vòng kim cô ấy, thoát ra khỏi cái vòng kim cô ấy để làm những cái việc ích nước lợi dân. Nếu anh Kiệt không có một cái bề thế thì ta phải hiểu nghĩa rất rộng, uy tín cá nhân, bản lĩnh cá nhân, rồi những cái thành tựu mình làm được, cái đó chưa đủ. Anh Kiệt phải nói có một cái sự thu hút nhân tâm trong đảng, trong nhân dân rất lớn, thì không phải ai cũng là ông Kiệt được, phải nói như vậy. Hai là cũng phải nói là, và anh Kiệt cũng là cái người khoan dung đại lượng. Mặt nào đó ông như là ông Phật, ông Bụt. Đây là những vấn đề thuộc về phạm trù con người, phẩm chất con người, bản lĩnh con người. Khi cần, ông đưa ra quan điểm cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng có lúc, ông đặt vấn đề thật nhẹ nhàng, thật nhẫn, thật vừa phải, phù hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh. Ông nhất quyết đi đến tận cùng những lúc cần thiết phải đi tới, nhưng cũng biết dừng lại để chờ đợi. Đó là sự chờ đợi uyên thâm. Thì cái tác động đến nền kinh tế, tôi có thể nói là bác tạo ra được tác động rất nhiều chiều từ nền tảng của mình là nông nghiệp, nông dân, cái thị trường nông sản trong nước, đến các tầng lớp kinh doanh khác ở Việt Nam, khu vực tư nhân, rồi đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Những chương trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước là bác Kiệt là người đưa ra đầu tiên rất sớm. Vì thời bác lên làm thủ tướng thì Việt Nam vẫn còn 13.000 doanh nghiệp nhà nước. Nhưng bác đã đưa ra rất sớm những chủ trương cổ phần hóa, đào tạo lại và tạo việc làm cho những người mất việc ở khu vực nhà nước. Từ cái trí về cách biết cách làm, cái dũng cảm quyết liệt làm và cũng như cái lòng nhân biết nghĩ đến những người mà bị tổn hại nhiều nhất thì bác làm được. Thế thành ra là nền kinh tế của chúng ta cùng một lúc là vừa là giải phóng được lực lượng sản xuất, giải phóng được các những cái tiềm năng kinh doanh có trong người dân. Năm 1988 bắt đầu chúng ta thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng mà từ 1991 là tăng dần cho đến năm cao nhất là năm 1995 là 3,2 tỷ đô la vốn thực hiện, 8 tỷ đô la vốn đăng ký. Đầu tư nước ngoài gần như là bằng cái đầu tư nhà nước. Chưa bao giờ có một thời hoàng kim về kinh tế như là giai đoạn năm 1991 đến năm 1998, thời mà chủ tịch hội đồng bộ trưởng là ông Võ Văn Kiệt. Thời bây giờ là do cả cái khó khăn như vậy, chúng ta nghĩ rằng là không thể nào là tăng trưởng kinh tế cao được, thì đề ra trong kế hoạch 5 năm 1995 là tăng trưởng kinh tế chỉ 5,5%, và cả cái chỉ tiêu khác cũng là thấp như vậy. Thì đến cuối năm 1995 mà khi tổng kết kế hoạch 5 năm, đấy là kể cả 5 năm đầu tiên theo kinh tế thị trường, thì tăng trưởng kinh tế bình quân năm là 8,6%. Và toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế xã hội là vượt mức hết. Tôi cho là trong cái lịch sử kinh tế Việt Nam thì bao giờ cũng nên là đánh giá cái giai đoạn này là một giai đoạn khởi đầu, nhưng mà đặt một cái nền móng cực kỳ quan trọng về toàn bộ hệ thống chính sách đổi mới, về toàn bộ tư duy các nhà lãnh đạo theo cái kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Xưa nay, người ta vẫn luôn lo ngại về sự bào mòn phẩm chất của cá nhân khi cá nhân đó được đặt vào đỉnh cao quyền lực. Nhưng ở Sáu Dân có một sức đề kháng rất mạnh khiến ông chống lại sự tàn phá ấy. Ông vẫn luôn giữ được cảm giác về nhân dân, vẫn luôn mơ giấc mơ của những người nghèo, những mảnh đời cùng cực nhất trong xã hội. Và cũng chính sức đề kháng ấy giúp ông có thể hấp thụ, sử dụng trí tuệ, sự thông minh, uyên bác, đức nhân hậu và lòng bao dung tuyệt vời của nhân dân trong mọi hành động và quyết định của mình.
cách làm của Thủ tướng Võ Văn Kiệt chính là tác động rất lớn đối với người kế nhiệm. Và tôi cho là hai cái nhiệm kỳ thủ tướng này để lại rất nhiều cái thành tựu lớn cho đất nước, một cái nền hành pháp mà rất đáng học tập và trân trọng cho những cái nhiệm kỳ sau. So với những dấu ấn trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, ngoại giao, có lẽ được ít người hơn biết tới một Võ Văn Kiệt với quốc phòng an ninh. Trong thời gian là Thủ tướng Chính phủ, ông kiêm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương và đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước giải quyết nhiều nhiệm vụ trọng yếu trên lĩnh vực này. Trong giai đoạn này, tổ chức lực lượng của quân đội tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và quân số. Tổ chức của các quân khu quân đoàn được kiện toàn, nhiều sư đoàn đủ quân chuyển sang mô hình khung thường trực. Đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, sau những năm tháng hết sức nóng bỏng trên thực địa, đặc biệt sau chiến dịch CQ88 đã khiến những năm 90 trở thành giai đoạn Việt Nam tích cực triển khai, củng cố hạ tầng tại các điểm đóng quân, cả đảo chìm và đảo nổi tại Trường Sa. Đặc biệt là nhiệm vụ phát triển các nhà giàn DK tại thềm lục địa Việt Nam, thì giai đoạn 1991-1997, ta đã khôi phục và xây dựng mới nhiều nhà giàn nhất. Dưới sự chỉ đạo của chính phủ, hoạt động làm kinh tế của quân đội đã không ngừng phát triển và mở rộng trên nhiều lĩnh vực trọng yếu. Đây cũng là giai đoạn ra đời những con át chủ bài trong hoạt động kinh tế của quân đội hiện nay. Mặt trận mới được mở ra cũng là lúc cần những đạo quân tiên phong dũng cảm xông pha về phía trước. Công cuộc chuyển mình vĩ đại nhưng chưa có tiền lệ ấy của đất nước đã tạo ra một môi trường cực kỳ phức tạp đối với cán bộ các cấp. Tôi có nhiều cái kỷ niệm với anh Sáu. Kỷ niệm vui có, kỷ niệm buồn có, nhưng mà vui nhiều hơn buồn. Đồng thời buồn cũng biết thành vui. Năm tôi làm bí thư Sông Bé, chúng tôi cũng có một số cái sai phạm. Anh Sáu và Bộ Chính trị hết sức nghiêm khắc. Nghiêm khắc lắm á. Chỉ đạo chúng tôi khắc phục sửa chữa. Và chúng tôi đã làm được cái điều đó. Sau đó thì tới đại hội thì tôi lại vào Bộ Chính trị. Tôi hiểu rằng anh Sáu và Bộ Chính trị bao dung đã bỏ qua những cái khuyết điểm của tôi rồi. Đấy, cái độ lượng bao dung của anh Sáu là như vậy. Và từ đó thì tôi lại càng thấy mình có trách nhiệm phải nghiêm túc với mình hơn, nghiêm túc với đất nước hơn và làm công việc tốt hơn. Chú căn dặn phải đặt mình vào vị trí của người mà mình sẽ giải quyết. Đó là những người vi phạm mà mình phải xử lý. Trước hết là phải tự mình đặt ra và bênh vực là người ấy không có tội. Tức là tự mình làm hết cái việc đến khi có thể không bênh vực được nữa thì mới quy tội họ. Khi ấy thì chẳng những mình không áy náy mà người bị xử lý cũng không oán trách gì chúng ta vì chúng ta đã làm hết trách nhiệm của mình. Cái năm 2007 tháng 12 lúc cái Việt Nam đã có cái bài rất là mạnh về Hoàng Sa, Trường Sa và sức mạnh đồng thuận Việt Nam, bài đó cũng nổi tiếng, nổi sóng lên. Xong bắt đầu còn tôi sẽ bị cách chức rồi bị phạt nặng tiền. Thì lúc ấy có hai nhà lãnh đạo ủng hộ và hỗ trợ là Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tức nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Hai nhà lãnh đạo ủng hộ bảo vệ Việt Nam Net lúc đó. Đấy, Thủ tướng Võ Văn Kiệt là thế. Ủng hộ đổi mới, thúc đẩy đổi mới. Và khi anh em khó khăn, cấp dưới khó khăn, không hề lảng tránh trách nhiệm hay né tránh hay ngại ngùng để và lăn xả, xông pha cùng với nhau, động viên nhau. Và chỉ có những nhà lãnh đạo thực sự hết lòng vì cái chung, các quyết sách của người ta chỉ nghĩ vì cái việc chung thì người ta không sợ cái gì hết. Kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa 9 năm 1997, ông cùng với Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh không tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa tiếp theo và xin rút khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị.
Tuy nhiên, các ông vẫn tiếp tục nắm giữ một trọng trách đặc biệt khác là cố vấn Ban Chấp hành Trung ương đến Đại hội Đảng 9 năm 2001. Theo sự phân công, ông Sáu Dân trực tiếp theo dõi, góp ý cho các công việc của chính phủ và các công trình xây dựng công nghiệp trọng điểm. Có nhiều thời gian hơn, ông luôn suy nghĩ về vấn đề đổi mới và chỉnh đốn đảng. Khi mà làm cách mạng tháng 8 ấy, đảng lúc bây giờ mới có 5.000 đảng viên thôi. Thế mà tại sao lại làm nên cơ đồ như vậy? Đấy là một cái ví dụ, một cái bài học kinh khủng vấn đề chất lượng đảng viên. Tôi làm việc trong 10 năm, tôi cũng sau này tôi thỉnh thoảng với ông ấy là vẫn có tâm sự, anh em tâm sự với nhau. Thì thấy rằng là có nhiều việc ông muốn làm mà chưa làm được, hoặc là không làm được. Càng ngày cứ càng không thấy thỏa mãn được với cái thời gian mình làm thủ tướng. Và có lẽ có thể mình làm hơn nhiều, chứ không phải ở cái mức như thế. Cái này cái nhiều cái lý do khách quan có, và cái chủ quan qua rồi đó, mình có thể rút ra được những kinh nghiệm chính mình trong điều hành, mình có thể làm hơn. Tôi nói ví dụ như cái đường Trường Sơn, cái đường mang tên Bác bây giờ, chưa có một cái dự kiến chủ trương nào mà được cái sự đồng tình từ trong đảng cho đến dư luận xã hội, toàn xã hội như cái Trường Sơn. Đó là cái chỗ dựa, có thể nói là mạnh mẽ nhất. Tôi rất tiếc cái này. Lẽ ra cái người điều hành phải dám chịu trách nhiệm để tranh thủ cái thời gian, cái thời điểm mà có thể nói là rất chín mùi, và còn nhiều cái tiếc khác có thể làm hơn. Nhưng mà nó cũng vướng nhiều vấn đề. Trong đó có cái là có sự chờ đợi thống nhất cũng là một cái đáng tiếc. Ngay cả khi đã thôi giữ tất cả các trọng trách trong bộ máy đảng, nhà nước, nhưng với sức nặng và uy tín, ông luôn sẵn sàng góp tiếng nói vào nhiều vấn đề liên quan đến chính sách xã hội, dân sinh. Ông vẫn đau đáu, nỗi lo cho dân, cho nước, theo dõi sát cái tình hình để thường xuyên góp ý với các cơ quan lãnh đạo đảng, nhà nước và chính quyền nhiều vấn đề trong lãnh đạo chỉ đạo của dân tộc. Đặc biệt là những năm cuối đời, đồng chí Võ Văn Kiệt, Bác Chính Hòa thường xuyên về Vĩnh Long thăm và làm việc các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, của huyện, đặc biệt là đi xuống cái vùng nông thôn, nắm cái tình hình đời sống của người dân và góp ý chỉ đạo để đẩy mạnh cái phát triển kinh tế xã hội. Trong 10 năm từ 1997 đến 2007, trước mỗi sự kiện nóng bỏng, quan trọng mang tầm quốc gia hoặc ảnh hưởng lớn đến quyền lợi nhân dân, lại thấy một công dân Võ Văn Kiệt, Sáu Dân cất lên tiếng nói. Cuối xuân năm 2008, tình hình sức khỏe của ông đột ngột chuyển xấu. Ông được đưa sang Singapore điều trị và qua đời vào ngày 11 tháng 6 năm 2008. Lễ viếng và truy điệu cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được tổ chức trọng thể ở cả ba nơi: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long, quê hương ông. Trong đó, buổi lễ trung tâm tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn là tang lễ lớn nhất mà công trình này từng chứng kiến kể từ khi ra đời cho đến nay. Hàng hàng, lớp lớp người dân ở tất cả các tầng lớp và thành phần xã hội đã đến đây để đưa tiễn một nhà lãnh đạo lỗi lạc của đất nước. Lần cuối cùng tôi gặp chú Sáu Dân khoảng một tháng trước lúc chú mất. Thế vào buổi tối hôm ấy thì ông đồng ý là ngủ ở trên một cái tàu ở trên vịnh. Chưa có bao giờ ông ngủ muộn vậy.
hai chú cháu nằm trên cái ghế ở trên bông tàu, nằm này nhìn lên trời, trời mới rất là nhiều sao. Chú Sau Dân chủ động nói rất nhiều chuyện, ông đang chuẩn bị để đi Hà Lan. Chú Sau Dân luôn luôn rất là day dứt về cái thủy lợi ở đồng bằng sông Cửu Long. Thế nói cái đấy xong thì tự nhiên mới nói đến thủy triều, nước biển, thì nhìn lên trời này, tự nhiên rồi nói đến mặt trăng, lực hấp dẫn, nói đến ngân hà, nói đến vũ trụ. Cứ chú hỏi thì cháu thì tôi thì cứ lỗ mỗ biết cái gì thì nói cái đấy và cố gắng nói để ông hiểu. Thì chú xấu chứ. Thưa chú hỏi đi hỏi lại. Và sau cùng thì chú nói là tao già quá rồi, cố hết sức mà không thể nào mà hiểu nổi, mường tượng nổi. Và chú nói đúng là mỗi một thế hệ thì có một sứ mệnh. Thế hệ trước tao thì giành độc lập, cái thế hệ của tụi tao, tức là thế hệ của chú Sáu thì để thống nhất đất nước, còn đổi mới chỉ là mở đầu thôi. Còn bây giờ thì phải có trẻ hơn, và sau này đúng là phải có càng ngày phải càng của càng phải trẻ nữa. Và cái giọng nói của ông sau đó nó lặng đi một lúc rất là lâu, và tôi có cái cảm giác là chú Sáu cảm thấy có cái cảm giác rất là buồn, đúng là vô cùng thật. Thế sau thì ông nói là thôi, nhưng mà cứ làm hết sức, miễn là đừng để bao giờ phải hối hận là mình đã không cố hết sức. Cái quý giá nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc, vì sự vẻ vang của giống nòi, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhìn lại những đời thủ tướng, từ cái thời kỳ Bác Hồ thì không dám nói, nhưng thời kỳ anh Phạm Hùng, tôi, anh Đỗ Mười, anh Võ Văn Kiệt, thì anh Võ Văn Kiệt là người làm được nhiều việc nhất. Cái đó là đánh giá của ông Phạm Văn Đồng. Hình ảnh Thủ tướng Võ Văn Kiệt phát biểu cái tuyên bố, những cái quyết sách, cái hình ảnh, cái nụ cười, sự bươn trải của ông đi khắp nơi trên thế giới, lúc ấy truyền cảm hứng chúng tôi rất lớn. Thời đó truyền cảm hứng cho cả một thế hệ của một đất nước thời đó. Ở chú Sáu, ngoài cái chuyện trí tuệ, cái chuyện hành động, chuyện phương pháp công tác, nó còn xuất phát ra buổi con người, tự nó toát lên là một vị lãnh đạo, thậm chí là một lãnh tụ. Chỉ ngôn ngữ hình thể, khi nói chuyện nơi cười, tôi nói dễ gì kiếm được một nụ cười như Sáu Sáu Kiệt, không phải dễ đâu. Còn gần gũi quần chúng thì thôi, khỏi chê, ai cũng quý. Giai cấp nông dân, những người buôn bán, những người trí thức, và đặc biệt là giới trẻ, quý mến, kính trọng chú Sáu, biết chừng nào. Những người tôi thấy là vĩ đại, có thể nói vĩ đại, rất giản dị. Và tôi nghĩ rằng cái chữ dân, Sáu Dân của ông cũng phản ánh cái cách sống, nhân cách của ông, sâu thẳm trong trái tim ông, chứa đựng một sự nhân văn cao cả, một tình thương con người rất lớn. Cái yếu tố đó chính là một yếu tố rất quan trọng để ông cống hiến cả cuộc đời ông, cả suy nghĩ ông, luôn hướng về người dân, luôn vì người dân. Đó là một cái bản chất rất cao quý. Anh Kiệt là con người năng động, luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi và làm việc hết sức mình. Là người dám nghĩ, dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám tự phê bình. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ông Kiệt còn sống
thì còn giúp nhiều cho đất nước, bởi ông là người có kinh nghiệm, lại nhiều suy nghĩ trăn trở với tình hình đất nước, luôn thẳng thắn và không sợ ai. Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Đồng chí Võ Văn Kiệt là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt luôn bộc lộ khí chất của một người cộng sản kiên cường, luôn đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, của dân tộc và nhân dân lên trên hết trước hết, luôn cổ vũ và sẵn sàng dấn thân tiên phong trong đổi mới, không giáo điều, dập khuôn máy móc, nói ít mà làm nhiều, lấy hiệu quả, lấy thực tiễn làm thước đo. Tưởng nhớ Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chúng ta nguyện noi gương học tập, tiếp bước nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phục sự tổ quốc, của nhân dân, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Thời gian theo quy luật khắc nghiệt của nó sẽ xóa mờ đi tất cả. Nhưng cũng còn một quy luật khác mạnh mẽ không kém. Có những điều, những con người mà thời gian ngược lại sẽ chỉ soi sáng thêm lên, vừa ngày càng rõ ràng, vừa khơi dậy ở mỗi người xung quanh khát khao được tìm hiểu và học hỏi. Như cây tùng lớn trong rừng, càng đứng ra xa mới càng đo được hết tầm cao và chiều sâu. Một nhà lãnh đạo mà đất nước này sẽ luôn cần cho hôm nay và cả mai sau.